Xin chào các bạn và chào mừng các bạn quay trở lại với Tim White Channel. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn một cách rất là hay để có thể mang được những tính năng đa nhiệm hai màn hình của những sản phẩm Android hay iPad lên cái điện thoại iPhone, dù là iPhone bình thường hay là iPhone dòng Plus đi nữa. Tạm thời thì mình đang thử nghiệm chiếc iPhone 7 iOS 11.3. Các bạn sử dụng những phiên bản iOS khác thì có thể thử nghiệm và cho mình biết thử là có thực hiện được hay không nhé. Ok, ở đây thì các bạn chỉ cần một ứng dụng rất là đơn giản thôi. Các bạn lên App Store này, tìm ứng dụng tên là Splitsquare, đó mình đánh bằng luôn. Rồi các bạn tải về. Cái icon là như thế này. Sau khi tải về thì các bạn vào giao diện chính của ứng dụng. Thì đây chính là giao diện chính của ứng dụng Splitsquare. Các bạn có thể thấy thì cái giao diện nó hơi tù túng và xấu một chút, đơn giản bởi vì nó vẫn trong giai đoạn beta. Cùng với đó, đó là một lập trình viên đơn lẻ chứ không phải là công ty lớn. Các bạn cũng không thể yêu cầu hơn về giao diện của ứng dụng như thế này được. Ở đây thì các bạn có thể thấy rất là nhiều tab icon khác nhau, nhưng mà quan trọng nhất là cái tab hình chữ S ở đây. Các bạn click vào thì đương nhiên rồi, đây là ứng dụng miễn phí nên chúng ta sẽ có rất là nhiều quảng cáo. Tab quảng cáo đi. Quay lại ứng dụng thì chúng ta sẽ có rất là nhiều tab. Thật ra chỉ có 4 cái thôi, chính là Facebook, Twitter, Instagram và Google. Thì khi các bạn click vào ứng dụng nào ở phía trên, ở dãy phía trên này thì nó sẽ nằm bên trên màn hình, ví dụ như Facebook. Và các bạn muốn sử dụng ứng dụng nào ở phía bên dưới thì click vào bên dưới, ví dụ như Instagram. Như vậy là mình đã có thể sử dụng được đồng thời hai ứng dụng mạng xã hội rất là phổ biến mà mình sử dụng thường xuyên, đó chính là Facebook và Instagram, ngay trên một cái điện thoại iPhone luôn. Và các bạn thấy thì nó rất là giống những cái thao tác cho điện thoại Android, cũng có tính năng đa nhiệm hai màn hình. Đó là tính năng đầu tiên. Ngoài ra thì chúng ta còn có những icon khác ở dưới đây, đó chính là Google, Facebook, Instagram và Twitter. Cái này có nghĩa là gì? Cái này thì khá là giống cách mà Samsung đang làm với ứng dụng đôi của mình. Các bạn chỉ cần click vào ứng dụng như thế này thì nó sẽ tự động bung ra cả hai ứng dụng đã chọn sẵn, bao gồm Google và Facebook như thế này. Quay lại, chúng ta có Instagram và Twitter cũng tương tự. Click vào thì cả hai ứng dụng sẽ tự bung ra. Các bạn có thể sử dụng một cách nhanh chóng và đa nhiệm cả hai ứng dụng này trên cùng một màn hình. Sử dụng chúng rất là ổn định và thường xuyên, không có xảy ra vấn đề gì. Các ứng dụng khởi động nhanh và mình cũng không cảm thấy bị lag trong quá trình sử dụng. Và đối với những bạn nào mà cần xử lý công việc nhiều và muốn sử dụng nhiều tab trên một chiếc điện thoại iPhone thì đây là một cách rất là hay. Ngoài ra thì bởi vì là ứng dụng miễn phí và có quảng cáo, vậy nên các bạn có thể ủng hộ lập trình viên bằng cách hỗ trợ anh ấy qua những cái phương tiện ở đây và liên hệ trực tiếp với lập trình viên để hỗ trợ. Nhưng mà tạm thời thì mình còn sinh viên nhà nghèo nên là sử dụng miễn phí thôi. Video thủ thuật của mình hôm nay đến đây là hết. Mong rằng nó thực sự kết với các bạn. Các bạn sử dụng chiếc điện thoại iPhone khác và phiên bản phần mềm khác thì có thể thử nghiệm cho mình biết và comment phía bên dưới video này xem nó hoạt động ổn định hay không. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của bọn mình. Bọn mình sẽ còn làm nhiều video thủ thuật hay hơn nữa về sau, và nên đừng quên bấm nút like và share, bấm nút subscribe và cái chuông bên cạnh để nhận thông báo khi có video mới. Xin chào và hẹn gặp lại.